thiệt á. Nghe lời chị đi, phải phụ nữ á, lúc nào mình cũng e ấp là mình chiến thắng đâu. Có đôi lúc mình phải mạnh mẽ lên, mình đỡ cái thế thượng phong. Tình huống này mình phải nghe ông bà xưa nói, đúng không? Nói cọc gì? Phải đi tìm trâu. Cái này em hiểu. Có nghĩa là bây giờ chị đang ví von như là anh Vũ là con trâu, còn em là cái cọc. Chính xác. Là cái cọc có cái chân mọc chạy đi tìm con trâu. Sai. Sao sai? Cái quan điểm đó là sai. Đúng là thật sự phụ nữ hiện đại là phải chủ động, đúng không? Phải tức là linh hoạt. Nhưng mà cái việc mà cọc đi tìm trâu là sai. Tại vì sao? Không thành đôi thì không nói gì, mà thành đôi đi về mai mốt bắt đầu đổ thừa. Sẽ có cái chuyện đổ thừa. Đổ thừa hả? Làm gì có chuyện đó. Trời ơi, hồi đó nha, mới yêu ông Tài nha, chị e ấp nè, e thẹn nè, bẽn lẽn nè. Trời đợi hoài nha, ông không tỏ tình. Bữa đó chị bực quá, lấy hết khả năng của chị lên, sức lực của chị lên, chị tỏ tình một cái. Vừa nói dứt câu ông rớt vào vòng tay yêu thương của tôi. Cưới nhau về nha, giờ ông cứ cảm ơn tôi hoài à. Ông nói hả, giờ có tôi á, tỏ tình trước á, ông mới có được vợ đẹp con ngoan nha. Hay quá à, hay ghê luôn á. Không, không có gì hay hết, có gì đâu hay. Mày thấy hay chỗ nào vậy? Thì sao nè, tỏ tình trước là được tình. Tạo yêu đâu. Nè, như ông hổ nhà tôi, hoàn toàn khác luôn. Em ấm không sao? Ghi lộn cái là đổ thừa. Tại bà hồi xưa, bà hồi xưa bà dụ tôi đó, bà gài tôi mới cưới bà. Chứ hồi xưa là tôi đâu có muốn ý định cưới bà, thấy chưa? Đúng rồi, người ta sẽ đổ thừa đó. Đổ thừa đúng là rồi. Chắc tôi chứ đúng cái gì. Sao? Yên tâm đi, nghe Lệ lý lẽ đi, chắc chắn sẽ thành công. Rồi Lệ lý lẽ nói nghe coi, Lệ lý lẽ có sẵn kế hoạch gì không? Nói như đúng rồi. Kế hoạch thì chưa có, nhưng mà ý tưởng của tôi thì rất là ok. Ý tưởng gì? Thì Lệ đã thầm theo dõi Soái Ca rồi. Mỗi sáng Soái Ca ra công viên tập thể dục. Vậy thì chúng ta từng bước một triển khai kế hoạch. Từng bước một triển khai kế hoạch. Yes. Cái gì mà đẩy đẩy vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà làm gì vậy? Mấy bà này thiệt tình luôn á. Tôi đã theo dõi cẩn thận lắm rồi. Mỗi buổi sáng ha, Soái Ca đi tản bộ từ cái con đường này đi dài tới cái con đường này đó. Sau khi tản bộ xong, Soái Ca băng qua con đường bên cạnh. Soái Ca tập chín động tác cơ bản, sau đó mới được về nhà. Chín động tác cơ bản? Bà đếm đúng chín động tác cơ bản? Đúng rồi. Vậy là bà theo dõi anh ta đúng không? Thôi. Ê, cô cảm giác như là chị thích anh Vũ hả? Thích nào nào đâu. Tại vì chị rất tiếc thôi. Rất tiếc là chị có chồng rồi á. Chị mà chưa có chồng hả, không có tới được em đâu. Là chị muốn cô anh Vũ hả? Tập bậy nha. Vậy tôi thấy bà nói vậy là không được rồi. Sao ạ? Ông Tài nhà bà thương bà hết mất luôn. Đừng có thả mồi bắt bóng nha bà nội. Gì mà thả mồi gì bắt bóng đâu. Chẳng qua tôi nói vậy là tôi động viên tinh thần cho em Chanh thôi mà. Ủa chứ bây giờ em phải làm sao nè? Đơn giản quá mà, mình đứng đây mình đợi chàng. Tình yêu sẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Em sẽ tiếp cận với chàng, sau đó em hãy mạnh dạn em nói với chàng rằng em thích chàng, em yêu chàng. Thế hơi sổ sàng vậy đúng không hả? Được chứ. Nói vô trong mặt kia luôn hả? Ủa? Mình có ý khác hơn, nhẹ nhàng hơn được không? Không được đâu. Tôi nghĩ vậy nè, ha, là chút xíu nữa đó. Em diễn đi, ha. Em làm bộ em gặp chàng, cái em diễn cái nét mà giống như thất thiểu. Em thất tình vậy nè, em đi rồi em khóc vậy nè. Sau đó là em quyết định em ra công viên tự vẫn. Đó, chàng sẽ cứu em. Cái gì? Vậy? Ra công viên tự vẫn? Ủa? Bà có bị điên không? Người ta ra công viên là người ta tập thể dục, người ta ra công viên là người ta hẹn hò, còn muốn tự tử đúng không? Đi nhảy cầu, nhảy lầu. Chứ không lẽ ra công viên leo lên cây nhảy xuống hả? Nhảy cầu nhảy lầu không có gặp Soái Ca, ở công viên mới gặp mà. Thôi làm đi. Trời ơi, cố lên. Tới rồi gì kìa. Vậy? Tới rồi kìa. Anh em rung quá, em rung quá. Rung không? Mày rung chị giúp cho. Ai? Mày ăn hay tính cua ta hả? Cái gì nhỏ thôi. Đi rung quá vậy sao vậy? Đại đi với đại đi, mệt quá. Ê, không phải đi một mình, không phải đi một mình. Sao? Có người kìa, có người mình cua, mình cứ cua. Cô sao? Dạ không sao. Dạ chào anh Vũ. Dạ sáng sớm anh đi dạo hả? Em cũng đi chạy thể dục mỗi sáng. Đó là một thói quen đều đặn của em. Thật là có duyên khi mà hôm nay mình gặp nhau. Người ta nói có duyên gặp nhau như vậy, mà cảm thấy dễ thương một cái là mình về nhà mình ở chung luôn đó. Dạ không, mình có duyên gặp nhau như vậy á là mình cảm thấy dễ thương rồi, mình kết bạn với nhau được đó. Mà tại sao cô biết tên tôi? Mà hình như là tôi nhìn thấy cô rất là quen mà không biết gặp ở đâu rồi.
Dạ, em là Trâm, Quỳnh giới thiệu với anh. À, em thuê trọ ở nhà Bác Lễ với dì Hạnh á, nhà đối diện nhà anh luôn đó. À, thì ra là vậy. Vậy nói chung là mình hàng xóm, chào Trâm. Dạ. Ôi, anh thiệt là tốt bụng, biết giúp đỡ người khác nữa. Em cũng vậy, tính em cũng tốt bụng lắm. Chị, lấy em vài tờ vé số đi. Hả? Ờ, em ơi, chị không bán vé số. Ủa vậy hả? Vậy chắc anh thấy chị là đi đường, đi dạo mà chị đẩy, chị mệt quá cho nên anh đẩy giùm hả? À không, đây là Quyên, là vợ của tôi đó. Vợ? Đúng rồi. Vợ là vợ đó em. Chị là vợ của anh Vũ. Chị là Quyên, Lệ Quyên. Chị không phải là ca sĩ nhưng mà chị rất là thích hát bolero. Trời ơi, sao tôi hố hàng như vậy trời.